Khoa học Trái Đất, kênh thông tin khoa học chính xác. Đã bao giờ vợ của bạn không ở nhà và đứa bé nhỏ của bạn khóc ngằn ngặt cho đến khi mẹ về chưa? Đã bao giờ để dỗ con nín, bạn đã áp dụng biện pháp vào phòng, mặc quần áo của vợ lên người và bế con dỗ chưa? Hay bạn có từng biết đến ai làm như vậy? Mà kỳ lạ thay, đứa trẻ lại nín khóc và trở nên ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên không? Điều này cho bạn hiểu rằng, ngay cả khi mẹ không ở bên, dấu vết của mùi cơ thể của mẹ trên quần áo có thể làm tăng sự tin tưởng và thoải mái của trẻ với bạn hay bất kỳ ai xung quanh như ông bà hay người lạ khác. Làm mẹ của trẻ sơ sinh không dễ đâu, chúng khóc lóc, than vãn và níu kéo mẹ của chúng nếu mẹ cố gắng rời khỏi phòng. Nhưng một nghiên cứu mới gần đây cho thấy, một giải pháp dễ dàng giúp nới lỏng sự níu kéo đó. Một trong những vật là mối liên kết giữa mẹ và trẻ sơ sinh, đó là một bộ quần áo cũ. Các bạn hãy cùng Khoa học Trái Đất đi tìm hiểu về mối liên kết kỳ diệu qua nội dung video này nhé! Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, các tín hiệu hóa học trong mùi hương độc đáo của mẹ có thể giúp trẻ sơ sinh gắn kết với người lạ ngay cả khi mẹ vắng mặt. Trong nghiên cứu, trẻ sơ sinh tiếp xúc với mùi cơ thể của mẹ thông qua một chiếc áo phông cũ khi tiếp xúc với một người lạ. So với những trẻ tiếp xúc với một chiếc áo phông sạch, thì những trẻ sơ sinh tiếp xúc với một chiếc áo phông có mùi hương của mẹ có thể gắn bó với người lạ một cách dễ dàng hơn. Đây có thể được xem là một phát hiện có thể giúp các bậc cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy trẻ. Ruth Fielman, nhà khoa học thần kinh xã hội tại Đại học Reisman ở Israel, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, điều rất thú vị là chúng ta có thể ủy thác việc nuôi dạy con cái cho những người chúng ta sống cùng. Kết quả cho thấy, chỉ cần có mùi hương của người mẹ, một người lớn khác có thể hoàn thành vai trò tương tự trong sự phát triển xã hội và cảm xúc của trẻ. Fielman giải thích, mùi cơ thể giúp chúng ta kết nối và thấu hiểu người khác. Từ góc độ tiến hóa, bí mật để tồn tại, phát triển và chinh phục thế giới của Homo sapiens là gì? Năng lực giao tiếp của chúng ta. Nhưng khứu giác của chúng ta, một trong những giác quan đầu tiên mà con người phát triển, thường bị bỏ qua trong nghiên cứu về giao tiếp giữa trẻ sơ sinh và cha mẹ so với thị giác và thính giác. Một lý do khiến mùi hương lại ít được nghiên cứu hơn so với các giác quan khác là bởi mùi hương rất phức tạp và khó thao tác trong phòng thí nghiệm. Mùi cơ thể không phải là mùi hương đơn lẻ mà là một hỗn hợp của các tín hiệu hóa học. Eva Misor, một nhà thần kinh học tại Viện Khoa học Weizmann ở Israel cho biết, một lý do khác khiến mùi ít được nghiên cứu là vì con người thường xuyên lấy mẫu mùi của môi trường xung quanh chúng ta một cách vô thức. Mùi ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, hoạt động não bộ, trạng thái nội tiết tố và các tương tác xã hội của chúng ta mà chúng ta thường không nhận ra. Nhưng nếu chúng ta xem xét các quyết định của chúng ta đưa ra trong cuộc sống, nếu đó là ăn gì, chúng ta nên giao phối với ai, khứu giác là một phần rất quan trọng của việc đưa ra quyết định này. Fielman và các đồng nghiệp của cô đã biết từ nghiên cứu trước đây rằng, với loài gặm nhấm, mùi có thể rất quan trọng đối với khả năng nhận biết và gắn kết của con cái với mẹ của chúng. Nhưng rất ít nghiên cứu đã xem xét hiện tượng này ở cơ thể người. Nhóm nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến việc mùi hương của mẹ ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và hoạt động não bộ của trẻ sơ sinh từ 5 đến 10 tháng tuổi. Fielman nói rằng, cửa sổ tuổi tác rất quan trọng bởi vì não xã hội của trẻ, vùng não chịu trách nhiệm điều chỉnh cảm xúc và kết nối xã hội, phát triển rất nhanh chóng. Fielman cũng tò mò rằng, sự hiện diện hay vắng mặt của mùi hương từ người mẹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự đồng bộ não giữa trẻ sơ sinh và người lớn. Trong một tình huống xã hội, hoạt động não bộ của con người bắt đầu tương quan với hoạt động não bộ của những người mà chúng ta đang tương tác, trong một quá trình được gọi là đồng bộ thần kinh. Một cuộc trò chuyện hoặc giao tiếp bằng mắt là đủ để khiến các tế bào thần kinh của hai người hoạt động ở những vùng tương tự nhau trong não của họ. Kiểu phản chiếu giữa não bộ của cha mẹ và trẻ sơ sinh có liên quan đến sự phát triển cảm xúc của trẻ. Điều này khiến Fielman tự hỏi rằng, mùi có thể ảnh hưởng như thế nào đến mức độ đồng bộ thần kinh giữa mẹ và con. Trong nghiên cứu của họ trên 62 phụ nữ, Fielman và các đồng nghiệp của cô đã cho mỗi bà mẹ một chiếc áo thun cốt tông để ngủ trong 2 đêm liên tiếp. Trong ngày, các mẹ bảo quản áo trong lọ thủy tinh để ngăn đá tủ lạnh. Sau đó, mỗi bà mẹ mang con và chiếc áo phông đã mặc của họ vào phòng thí nghiệm
và các nhà nghiên cứu đặt các điện cực EEG lên đầu của những người tham gia để đo sóng não của họ khi tương tác trong các điều kiện khác nhau. Kịch bản đầu tiên được thiết kế để cung cấp cho các nhà khoa học hiểu biết cơ bản về sự đồng bộ não của mẹ và con của họ và hoàn toàn không liên quan đến áo phông. Đầu tiên, mỗi bà mẹ và con của họ được ngồi quay mặt vào nhau, sau đó đổi vị trí những người mẹ ngồi trên ghế thấp và những đứa trẻ ngồi trên ghế cao. Như các nhà nghiên cứu đã dự đoán, họ phát hiện ra rằng sự đồng bộ thần kinh giữa mẹ và trẻ sơ sinh cao hơn trong tương tác mặt đối mặt. Sau đó, họ lại lặp lại thiết lập cùng với một nhóm trẻ sơ sinh. Nhưng lần này, giới thiệu một phụ nữ xa lạ sống trong khu vực và có một đứa trẻ cùng tuổi. Khi những đứa trẻ tương tác với người lạ, Fuhrman và nhóm của cô đặt một chiếc áo phông đã sờn hoặc sạch lên khay ghế ăn hoặc gần mặt đứa trẻ để xem mùi của mẹ gần đó có làm thay đổi hành vi của trẻ hay không. Họ phát hiện ra rằng khả năng đồng bộ não của trẻ thấp hơn đáng kể khi tương tác với người lạ so với khi tiếp xúc với mẹ và mặc áo sạch. Nhưng khi những đứa trẻ tiếp xúc với những chiếc áo phông có mùi thơm của mẹ, chúng cho thấy mức độ đồng bộ thần kinh như nhau trong cả kịch bản của người mẹ và người lạ. Fuhrman nói, khi trẻ sơ sinh tiếp xúc với người mẹ lạ, khi có mùi cơ thể của người mẹ, sự đồng bộ giữa não bé sẽ tăng lên như thể trẻ tin tưởng người phụ nữ khác. Ngoài sự đồng bộ thần kinh phát triển chiều cao, kết quả cho thấy trẻ sơ sinh tiếp xúc với mùi hương của mẹ trong quá trình tương tác sẽ thoải mái hơn, cười nhiều hơn và giao tiếp bằng mắt nhiều hơn với người lạ. Sarah Resen, một nhà thần kinh học tại Đại học Lübeck ở Đức, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết. Ví dụ, nếu một người mẹ đi làm, cô ấy có thể để lại một tấm chăn hoặc một bộ quần áo có mùi hương của mình để an ủi con lúc mình không ở nhà. Jessen cho biết, nghiên cứu này cũng có thể được áp dụng trong các cơ sở y tế, chẳng hạn như khi một người mẹ tách khỏi con của họ trong bệnh viện. Tiếp theo, Fuhrman và các đồng nghiệp của cô ấy đang lặp lại thí nghiệm với các ông bố. Misa cho biết, lĩnh vực nghiên cứu về mùi đang phát triển nhanh chóng đến mức nghiên cứu này chỉ là bề ngoài. Cô ấy tò mò muốn biết liệu họ có thể xác định một phân tử hoặc hóa chất cụ thể trong mùi hương của người mẹ đang thúc đẩy quá trình hay không. Hiện tại, cô nói rằng, các bậc cha mẹ có thể cảm thấy thoải mái khi con họ được ngửi và ghi nhớ mùi hương của họ và mùi hương đó có thể giúp trẻ gắn kết với những người lạ khác ngoài bố mẹ của chúng. Misa nói, chúng tôi đánh hơi trẻ sơ sinh của chúng tôi mọi lúc và chúng đánh hơi chúng tôi. Vậy sau video này, lúc con của bạn còn nhỏ, bạn có định áp dụng việc mặc một chiếc áo của vợ khi vợ nhờ bạn trông con một lúc khi cô ấy muốn nghỉ ngơi hoặc đi ra ngoài một lúc hay không? Chắc hẳn bạn sẽ làm điều đó mà không ngần ngại gì, bởi đây là một hành động có cơ sở dựa trên các nghiên cứu khoa học đã được kiểm chứng đúng không nào? Đừng quên like, share và subscribe kênh Khoa học Trái Đất để khám phá thêm nhiều điều thú vị ở những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khoa học Trái Đất, kênh thông tin khoa học chính xác.